Thiên Hoàng thân mời các bạn nghe tiếp phần 25, Nước mắt trước cơn mưa. Bây giờ là lời tâm sự của chuẩn tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sinh năm 1931 tại miền Nam Việt Nam, tốt nghiệp võ bị Đà Lạt, trở thành sĩ quan quân đội kể từ 1952, với cấp bậc thiếu úy. Tôi đã phục vụ một năm tại vùng Châu Thổ Sông Hồng. Năm 75 tôi là chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 25 quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Củ Chi. Trước, tôi từng là tư lệnh thiết giáp. Kể từ cuối năm 74 tôi được yêu cầu chỉ huy sư đoàn 25. Tôi đã điều động sư đoàn này trong thời gian 5 tháng. Khi xảy ra cuộc tấn công Ban Mê Thuộc, tôi đang hành quân Bình Định tại vùng Bắc Tây Ninh. Tại đây chúng tôi đã bị lực lượng Cộng sản cố cầm chân. Khi nghe tin cao nguyên triệt thoái, tôi biết việc này sẽ gây vấn đề lớn. Tôi tưởng sau đó quân đội sẽ củng cố lực lượng quay vòng trở lại, hoặc sẽ thiết lập một chiến tuyến tại một địa điểm nào. Nhưng không có chuyện gì, không quay trở lại, cũng chẳng đánh chác. Tôi không rõ việc gì đã xảy ra như vậy. Lúc ấy, chúng tôi đang đương đầu với sư đoàn 9 của quân đội Bắc Việt gần Củ Chi. Họ đang cố đẩy quân xuống Sài Gòn bằng quốc lộ số 1. Binh sĩ tôi đã tận lực chiến đấu. Cuối tháng 3, chúng tôi đụng địch ở Trường Mỹ. Chúng tôi tổn thất hơn 400 sinh mạng trong một trận ác liệt, nhưng không một ai bỏ chạy. Tôi nghe nói có vài tướng lãnh bỏ rơi binh sĩ họ. Tôi không ngạc nhiên, nhưng tôi biết binh sĩ tôi biết đơn vị tôi biết các sĩ quan chỉ huy của tôi. Tôi có lòng tin nơi binh sĩ, họ cũng có lòng tin nơi tôi. Tôi biết địch quân là ai, ở đâu và họ đang làm gì. Tôi cố liên lạc với các thượng cấp tôi là Nguyễn Văn Thiệu và Cao Văn Viên để báo cáo tình hình. Tôi muốn cho họ biết cuối cùng chúng tôi không còn có thể làm gì hơn được. Tất cả đã hỏng rồi. Sư đoàn 25 chúng tôi đang phải cầm cự với chọn một sư đoàn địch. Nhưng chỉ vài ngày sau, đã cùng một lúc phải thọ địch với ba sư đoàn có cả chiến xa. Để bảo vệ việc xâm nhập Sài Gòn từ mặt phía đông, sư đoàn 18 do tướng Lê Minh Đảo chỉ huy đánh ở Xuân Lộc. Để bảo vệ mặt phía tây, sư đoàn chúng tôi phải chặn quốc lộ số 1 từ Sài Gòn đi Tây Ninh. Sáng ngày 29, tôi dẫn một lực lượng đặc nhiệm vào Bến Tre. Nhưng binh sĩ không còn nữa, họ thất tán, lạc lõng khắp nơi. Tôi không còn làm gì được. Tôi cố tập hợp lực lượng còn lại để tiếp tục chiến đấu. Tôi đã yêu cầu tướng Toàn cho tôi sắp xếp lại các tiểu đoàn. Bộ đội Cộng sản lúc này tiếp tục tấn công, nhưng số binh sĩ Cộng hòa còn lại vẫn không e ngại. Chúng tôi tiếp tục chống trả trong lúc bị đẩy lui về phía Sài Gòn. Tôi bảo binh sĩ đừng lo lắng tình trạng đang xảy ra, hãy cố chiến đấu, hãy bắt địch, phải trả giá đắt cho mọi trường hợp. Các binh sĩ của tôi tiếp tục xoay trở chiến đấu phản công, nhưng cuối cùng họ kiệt lực. Có nhiều yếu tố khác bên ngoài việc chiến đấu. Lúc đó binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mắc một căn bệnh tinh thần đã ảnh hưởng đến họ. Vào giây phút chung cuộc ấy, căn bệnh phát ra từ việc các binh sĩ tin rằng họ bị lừa gạt, dối trá. Thử nhìn xem, họ đã lâm vào một tình trạng thật là tệ hại. Muốn binh sĩ chiến đấu tốt, không thể có những người lãnh đạo như Nguyễn Văn Thiệu. Mỹ thì không còn hỗ trợ, chính phủ cũng không giúp đỡ, vậy họ phải chiến đấu và chết cho lý do gì? Vì thế cuối cùng, một số binh sĩ của tôi bắt đầu bỏ chạy. Họ nhuốm căn bệnh này rồi. Thấy vậy nhưng tôi cũng không thể làm gì khác. Cuối cùng đội quân tan rã, tôi quyết định đi bộ từ Củ Chi về lại Sài Gòn. Tôi cũng muốn tìm binh sĩ tập hợp lại tại Hóc Môn mà tái lập phòng tuyến, nhưng chưa kịp đã bị Cộng sản bắt. Đường từ Củ Chi về Sài Gòn bị chiếm khắp nơi rồi. Về việc tinh thần quân đội nhiễm độc thì phải thấy xã hội Việt Nam lúc ấy đã nhũng lạm, rối ren lắm. Sự nhũng lạm rối ren này lan tràn vào quân đội, ảnh hưởng đến tác phong binh sĩ. Các cấp chỉ huy thì không có tinh thần chiến đấu, gặp những trận khốc liệt người ta không còn muốn đánh. Cái gì cũng lệ thuộc vào Mỹ, không nhờ được Mỹ người ta tháo chạy, họ cũng đã nhuốm bệnh rồi. Tôi là người chiến đấu, còn các lãnh tụ phải lo việc lãnh tụ chứ.
Phần tôi đã chiến đấu từ khi là người lính trẻ và bây giờ đây, tôi hiểu ra rằng các lãnh tụ quân đội đã không làm tròn công việc của họ. Tôi làm nhiệm vụ của tôi nhưng họ không làm nhiệm vụ của họ. Do đó tôi có thể nói, trên cấp bậc cao của quân đội chúng tôi đã có những người không đúng chỗ nắm giữ chỉ huy. Bộ đội miền Bắc có mặt khắp nơi, tôi bị thương ở chân. Họ bao vây tôi và số binh sĩ còn lại. Rất nhiều binh sĩ phải đầu hàng. Tôi bèn nói với người tùy viên ở bên tôi rằng, nhìn chừng tôi nhé, tôi làm gì thì anh làm nấy. Tôi làm bất cứ cái gì anh cũng cứ làm y như vậy. Khi địch quân bảo hạ võ khí xuống, nhiều binh sĩ của tôi tháo võ khí bỏ xuống. Nhưng khi họ bảo binh sĩ đứng vào với nhau, thì tôi và người tùy viên lẻn xuống ruộng lúa. Chúng tôi ngâm mình dưới nước, chỉ hở mũi ngửa lên, địch tưởng chúng tôi đã chết. Chúng tôi ngâm dưới nước 3 giờ đồng hồ như thế, từ 3 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Rồi chúng tôi mày mò trong bóng đêm, tìm đến một con rạch. Con rạch nhỏ này chảy đến cầu Hóc Môn. Chúng tôi lội xuôi con rạch, hy vọng đến được cầu Hóc Môn. Từ đó tôi sẽ biết lối về Sài Gòn. Nhưng khi đang lội dưới rạch, tôi nghe hai bên bờ có tiếng người, toàn lính Bắc Việt. Lúc đó tối trời, tôi luồn ra khỏi rạch, tìm đường đất về Củ Chi. Vì tối quá, tôi quanh quẩn mãi trong một mũi tam giác, không biết mình ở đâu, Sài Gòn hướng nào, trời lại mưa. Đến sáng, tôi vẫn còn người tùy viên bên cạnh, nhưng tôi không nhúc nhích được nữa. Cái chân bị thương càng lúc càng tệ. Tôi bảo người tùy viên cố đi kiếm thầy thuốc, nhưng chưa kiếm được, chúng tôi đã lọt vào một đám 50-60 bộ đội miền Bắc. Từ xa cứ tưởng họ là lính miền Nam, đến khi thấy gần, tôi đành bảo người tùy viên, thôi bị bắt rồi, không chạy nổi nữa đâu. Bấy giờ quân phục tôi bê bết bùn, họ không nhận ra tôi là cấp tướng. Không biết tôi là ai, nhưng có một bà già thấy tôi. Bà già này bước lại nói, chuyện chi vậy chuẩn tướng, sao quần áo ông dơ dáy quá vậy nè. Mấy người bộ đội đứng quanh đấy nghe được. Trước đó họ chỉ tưởng tôi là một trung tá, không biết tôi đã là tỉnh trưởng Bình Dương. Họ đưa tôi vào nhốt trong một căn phòng chung quanh có rào kẽm gai. Tôi ngồi đấy, nghĩ rằng khi họ khám phá ra tôi, thế nào họ cũng xử tử. Nên khi mấy người lính của tôi hỏi có muốn viết thư, nhắn vợ tôi không, tôi bảo, không, tôi không muốn viết thư cho ai cả. Những người bộ đội bắt tôi là lính của 3 sư đoàn đã đánh với sư đoàn 25 của tôi. Họ bảo sư đoàn trưởng của họ sẽ đến gặp tôi. Họ nói ông ta muốn đến gặp người đã đương đầu với ông ta. Tôi nói tôi đã mất hết quân rồi. Bây giờ các ông muốn làm gì cứ làm. Khi viên sư đoàn trưởng Bắc Việt đến gặp, tôi nói, ông đã biết khi tôi bắt được lính của ông, thì tôi đã đối xử như thế nào. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu ông hãy đối xử với lính của tôi như thế. Tôi đã đối xử tử tế với tù binh các ông hơn là cách ông đối xử với tù binh của chúng tôi. Vì thế anh ta nói, chuẩn tướng, chúng tôi không có gì thù nghịch với ông cả. Vì buổi đầu bộ đội chúng tôi còn quá khích, nên có lẽ họ đã đối xử với ông không được tốt đẹp. Tôi bảo ông ta, họ bắt chúng tôi ngủ trên sàn đất trong hàng rào kẽm gai. Tôi không thích việc đối xử với các binh sĩ của tôi như vậy. Tôi không lo lắng gì cho bản thân tôi. Tôi nghĩ họ sẽ xử tử tôi, nên tôi chỉ quan tâm về việc đối xử với các binh sĩ của tôi thôi. Ngày 3 tháng 3, nghe tin đồn tôi bị giết ở Củ Chi. Vợ con tôi đều rời Sài Gòn xuống Hậu Giang, kiếm được một tàu gỗ sang Mã Lai. Tại Mã Lai, có vài người Mỹ biết tôi, họ nhận ra vợ tôi, nên đã đưa vợ con tôi sang Mỹ. Chuyện này một năm sau tôi mới biết, khi rời Sài Gòn, vợ tôi đinh ninh tôi đã chết rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ bị giết, do đó tôi không viết thư cho vợ tôi. Tôi sợ nếu có thư tôi, vợ tôi sẽ ở lại chờ. Thôi đằng nào họ cũng giết, nên tôi không thư từ gì cả. Sau đó các binh sĩ của tôi đều được thả, nhưng họ giữ lại tất cả các sĩ quan. Họ đưa tôi về lại Củ Chi với các sĩ quan tham mưu của tôi. Lại một lần nữa họ giam chúng tôi sau hàng rào kẽm gai. Lần này suốt một tháng, sau đó họ đưa tôi về Sài Gòn làm kiểm điểm để đi học tập. Rồi họ gửi tôi đến trại học tập. Lúc ấy tôi mới nghĩ rằng tôi thoát chết. Tôi bị gửi ra Bắc vào tháng 7 năm 75, mãi đến tháng Chạp năm 87, tôi mới được thả. Tôi đã phải làm lao động trong 12 năm, tướng Lê Minh Đảo ở cùng một trại với tôi.
Tôi đã chiến đấu cho xứ sở tôi đã làm bổn phận tôi. Tôi đã tận tụy, tôi đã tận lực phục vụ và tôi đã thua, nhưng tôi vẫn hãnh diện. Khi tôi còn làm được công việc của tôi vẫn cố gắng chiến đấu. Tôi đã mất quân đội, nhưng tôi không hề bị đánh bại. Tôi đã chỉ làm công việc cho đất nước Việt Nam. Khi viên tướng Bắc Việt mà tôi đã đương cử hỏi tôi rằng, bây giờ ông nghĩ thế nào? Thì tôi nói, tôi là một người Việt Nam, tôi mong được nhìn thấy một đất nước Việt Nam phú cường, một dân tộc Việt Nam tự do hạnh phúc. Nhưng tôi đã nghĩ, Việt Nam vẫn còn phải chiến đấu cho tự do. Cuộc chiến chưa tàn, dân tộc vẫn muốn có tự do. Từ khi hãy còn là một thiếu úy cho đến nay, tôi vẫn nghĩ như vậy. Dân tộc Việt Nam đã cố giải quyết vấn đề bằng chiến tranh, nhưng cuộc chiến đã quyết định được những gì. Bây giờ miền Bắc thắng và chúng tôi đã hy vọng đất nước Việt Nam được tốt đẹp. Việt Nam đã mất biết bao nhiêu người dân lương thiện và bây giờ thử nhìn vào đất nước mà xem. Tôi phải nói là đã không đạt được gì từ cuộc chiến. Cuộc chiến vẫn còn. Tôi vẫn nói với các thủ lãnh của đất nước ngày nay rằng tôi đã làm nhiệm vụ của tôi và tôi đã thua. Quý ông bây giờ có thể làm bất cứ cái gì quý ông muốn. Nếu quý ông làm tốt, dân tộc tự do thịnh vượng, thì tôi sẽ chẳng có điều gì để chống lại các ông cả. Nhưng bây giờ thử nhìn xem đất nước này đã xảy ra những gì. Chiến thắng của quý ông giờ đây có ý nghĩa gì? Quý ông sẽ làm gì đây? Xứ sở chúng tôi là một xứ sở nhỏ bé nghèo khó. Chúng tôi cần những trợ giúp bên ngoài. Bây giờ, có lẽ chúng tôi còn cần phải có các lãnh tụ mới. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc chăm chỉ, chịu khó và lương thiện. Dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng cho tự do và thịnh vượng. Dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng để trở lại một thành phần của cộng đồng thế giới. Tiềm lực là ở đấy, nhưng vẫn lại xảy ra cùng một căn bệnh. Chế độ mới cũng đã mắc phải cùng một căn bệnh của chế độ cũ, căn bệnh tham nhũng. Một căn bệnh đã xói mòn cả dân tộc này. Ngày nay, nếu không ưa ai, không thích ai nói ra một điều gì, người ta cứ việc bỏ họ vào tù. Xã hội này là một xã hội thối nát. Người ta trở thành thối nát vì các lãnh tụ đã thối nát. Các binh sĩ của tôi bỏ chạy bởi vì họ đã nhiễm bệnh từ các thủ lãnh của họ và từ ở xã hội. Họ không còn muốn chết cho cái xã hội không xứng đáng ấy nữa. Cái linh hồn bệnh hoạn của xã hội này đã làm cho họ ghê sợ. Vậy nếu bắn một người lính bỏ chạy thì chỉ giết được một người lính, không giết được căn bệnh. Còn trừng phạt một người về chuyện tham nhũng cũng chỉ trừng phạt một cá nhân, căn bệnh vẫn tiếp diễn thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc tự sát vì thua cuộc cả. Tại sao tôi phải tự sát? Chuyện ấy quá vị kỷ tự tôn. Tự sát có ích lợi gì? Nhiệm vụ của tôi là chiến đấu cho đến khi tử trận hoặc đến khi bị cầm tù. Tôi là ai? Nào có phải là một ông quan thời phong kiến cứ phải chết cho vua chúa đâu? Tôi đã chiến đấu cùng với các binh sĩ của tôi. Tôi đã không tử trận, tôi chỉ bại trên chiến trường. Tôi bại trận, nhưng tôi vẫn còn sống sót. Bây giờ đây tôi đang ở Sài Gòn, tôi không có chuyện gì làm. Tôi đã nộp đơn xin đi Mỹ để đoàn tụ với vợ và con gái tôi hiện ở tiểu bang Nevada. Một trong mấy con trai tôi là sinh viên đại học San Diego và con trai út của tôi hiện nay là một ngôi sao sáng về banh bầu dục tại đất nước Hoa Kỳ. Tâm sự của người thứ hai tiếp theo là anh Phạm Văn Sinh, sĩ quan an ninh sư đoàn 2 bộ binh. Tôi ở Đà Nẵng khi nơi này rơi vào tay Cộng sản. Bây giờ tôi là sĩ quan an ninh thuộc sư đoàn 2 bộ binh. Tôi đã phục vụ trong quân ngũ kể từ năm 68. Chúng tôi đóng ở Tam Kỳ, nhận được lệnh ra Đà Nẵng. Nhưng vừa đến Đà Nẵng, ra khỏi tàu, thì chúng tôi được biết ngay là các sĩ quan chỉ huy của chúng tôi đã lấy tàu khác vào Nam cả rồi. Chúng tôi bị bỏ rơi. Chúng tôi không biết phải làm gì, không biết đi đâu. Chúng tôi hệt như là con rắn mất đầu. Một số quân nhân lên những chuyến tàu của người tị nạn chạy vào Nam. Tôi không làm như vậy. Tôi rất sợ hãi bởi vì tôi biết rõ vụ tàn sát mẫu thân ở Huế. Lúc ấy Cộng sản đã giết hàng ngàn người Việt. Chúng tôi nghĩ chúng sẽ tái diễn việc này. Chúng sẽ giết các quân nhân trước tiên. Vì vậy chúng tôi vứt quân phục, thay đổi quần áo thường dân. Đến Đà Nẵng lúc đầu Cộng sản không có hành vi gì ghê gớm, không bắt bớ cũng không đưa ai vào tù. Nhưng chỉ vài ngày sau, chúng tôi khám phá ra Cộng sản có một danh sách những người cộng tác với Mỹ.
Cộng sản gọi những người này là bọn phản bội. Chúng nói những người này là thành phần tối nguy hiểm. Tôi không rõ có bao nhiêu tên người trên danh sách, nhưng tôi thấy nhiều người bị bắt. Những người có tên trong danh sách đặc biệt bị bắn tại chỗ ngay trên đường. Cộng sản nói, những người này không đáng sống. Công việc ấy không giống chuyện hành quyết, mà giống những vụ sát nhân trên đường phố. Chúng không cần đưa họ đi đâu như ở Huế. Hễ tìm thấy những người ấy ở đâu, chúng giết ngay ở đó. Tôi đã nhìn tận mắt vài người bị bắn như thế. Bọn Cộng sản không hề có lòng thương xót, hoàn toàn không. Tôi rất sợ, bởi vì tôi là một quân nhân, tôi nghĩ tên tôi đã nằm trong danh sách của chúng rồi. Tôi yên tâm hơn khi bỏ quân phục mặc quần áo thường dân. Nhưng Đà Nẵng là quê quán của tôi, nhiều người trong xóm biết tôi ở trong quân đội, tôi không thể giấu giếm được. Tôi lại biết có kẻ có thể đem nạt tôi mà lấy lòng Cộng sản, vì thế tôi rời sang một khu phố khác trong thành phố, tìm nơi không ai quen biết. Nhưng có kẻ đã cho tên tôi, nên Cộng sản đến kiếm. Chúng có một danh sách trong đó có tên tôi. Tôi cảm thấy rất nhục nhã khi bị bắt. Tôi nghĩ đáng lẽ tôi cứ mặc quân phục. Tôi nghĩ đáng lẽ tôi phải chống trả. Nhưng không còn chỉ huy, cũng không có lệnh lạc gì nữa. Vì vậy làm sao tôi chiến đấu được? Cộng sản gửi tôi đến vùng kinh tế mới. Tôi ở đấy 6 năm, tôi rất căm ghét. Tôi biết khi có cơ hội là tôi rời Việt Nam ngay. Nhưng tôi không có tiền. Muốn lên tàu phải có tiền. Năm 1988 trở lại Đà Nẵng, tôi gặp được một người có tàu. Tôi bảo người này rằng tôi nhận làm tài công nếu anh ta đưa tôi ra khỏi Việt Nam. Tôi bảo tôi sẽ tìm thêm những người khác trả tiền cho anh. Người này đồng ý giúp. Tôi kiếm được 22 người muốn rời Việt Nam. Những người này chịu trả tiền cho chủ tàu. Chúng tôi đi vào một đêm tháng chạp năm 83. Dương buồm tới đảo Hải Nam. Người Trung Quốc tại đây đã giúp đỡ chúng tôi. Họ cho chúng tôi đồ ăn và nước ngọt. Rồi chúng tôi đến được Hồng Kông. Chúng tôi đã lênh đênh trên mặt biển 24 ngày. Ngày nay tôi là một người tự do. Tiếp theo là anh Nguyễn Phúc Thiệu, là thiếu úy không quân Nam Việt Nam. Anh tâm sự, bây giờ tôi đã là một phi công trực thăng. Tính đến năm 75, tôi đã ở trong binh chủng không quân được 5 năm. Trước tôi đóng ở Đà Nẵng và Nha Trang, sau tại Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Không một ai trong chúng tôi có thể tin đất nước này sẽ sụp đổ. Lúc ấy chúng tôi nghĩ Cộng sản có thể sẽ vào được Sài Gòn, có thể chúng sẽ vào tận thành phố như đã xảy ra hồi năm 68, nhưng chúng tôi sẽ đánh bật chúng ra. Chúng tôi dự liệu đất nước này có thể được phân ranh lại, ranh giới sẽ ở đâu đó khoảng Nha Trang. Ngày 28 tháng 4, máy bay Cộng sản dội bom ở Tân Sơn Nhất. Chúng tôi nghe nói phi công là đào binh từ hàng ngũ chúng tôi. Việc ấy không có gì đáng ngạc nhiên. Với một không lực khá lớn như của chúng tôi, việc hai hay là ba phi công đào thoát sang phía bên kia là việc có thể dự liệu được. Số còn lại, tất cả chúng tôi đều là những người trung niên. Ngày 29 tháng 4, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ xuống, vây quanh văn phòng tùy viên quân sự. Họ bắt đầu di tản người tị nạn ra bằng trực thăng tại địa điểm này. Về phần chúng tôi cứ thế ở trong trại đợi lệnh, chúng tôi không biết những người chỉ huy chúng tôi đã bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi có 5 chiếc trực thăng đợi sẵn, chúng tôi cứ nghĩ là sẽ sắp sửa tham dự phi vụ. Có lẽ các cấp chỉ huy chúng tôi đang đi họp mật với Mỹ, họ sẽ trở lại cho lệnh mới. Không ngờ các cấp chỉ huy của chúng tôi không bao giờ trở lại nữa. Sau khi người Mỹ hoàn tất chương trình di tản của họ, họ cho nổ căn cứ tùy viên quân sự. Rồi thủy quân lục chiến Mỹ bỏ đi, chúng tôi vẫn cứ ở đấy đợi lệnh. Đêm 29 chúng tôi nghe tướng Kỳ trên máy truyền thanh. Ông đọc bài diễn văn bảo sẽ ở lại chiến đấu cho đến chết. Ông kêu gọi chúng tôi cũng làm như vậy. Thế rồi ông bỏ đi. Sáng 30 tháng 4, chúng tôi quyết định không thể chờ ở Tân Sơn Nhất lâu hơn nữa. 5 giờ sáng là lúc chúng tôi quyết định bay xuống miền Nam bằng trực thăng để tham gia các đơn vị vùng đồng bằng tiếp tục chiến đấu chống Cộng. Khi ra trực thăng, chúng tôi mới khám phá hầu hết đã bị phá hoại. Nhiều cơ phận mất, bình điện bị lấy cắp, xăng cạn gần hết. Chúng tôi tháo gỡ nhặt nhạnh các bộ phận chiếc này đưa sang chiếc khác,
rồi dồn xăng, bình điện lắp ráp vào hai chiếc trực thăng để có thể sử dụng được. Tất cả chúng tôi dồn vào hai chiếc trực thăng này bay xuống Cần Thơ. Chúng tôi cố gọi máy cho các đơn vị Cần Thơ, nhưng không ai trả lời. Khi đáp xuống, có vài binh sĩ chạy đến hỏi, các ông làm gì ở đây vậy? Bộ các ông không nghe điện văn của Mỹ hay sao? Họ bảo chúng tôi là người Mỹ đã kêu gọi các trực thăng Việt Nam bay hết ra ngoài để thất hạm đội, giữ cho máy bay đừng rơi vào tay Cộng sản. Chúng tôi thảo luận với nhau, cuối cùng quyết định bay ra để thất hạm đội. Chúng tôi bay qua Vũng Tàu, bay thấp qua thành phố, có thể thấy cả bộ đội Cộng sản ở đây. Bây giờ máy bay rất ít xăng, chúng tôi lại không rõ để thất hạm đội ở bao xa. Khi nhìn thấy tàu chiến Mỹ, chúng tôi chỉ có 5 phút xăng còn lại trong bình. Chúng tôi nghĩ khi đáp xuống tàu chiến Mỹ, họ sẽ tiếp tế xăng nhớt, sắp xếp lại đội ngũ, rồi sẽ quay về Việt Nam chiến đấu và người Mỹ sẽ đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi tưởng họ gọi chúng tôi ra lập kế hoạch mới mà phản công. Ý kiến ấy nghe khá tốt. Chúng tôi vẫn sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngay khi đáp xuống, thủy quân lục chiến Mỹ tiến đến, tước khí giới. Chúng tôi lấy làm lạ, rồi họ đưa chúng tôi sang phía bên kia tàu. Rồi chúng tôi thấy họ bắt đầu đẩy chiếc trực thăng. Vài người trong chúng tôi la lên, họ chạy ra, cố ngăn mấy người Mỹ lại. Nhưng thủy quân lục chiến Mỹ chặn người của chúng tôi, họ nói thôi đi các cậu, cuộc chiến đã xong. Vài người trong chúng tôi bật khóc khi thấy chiếc trực thăng của chúng tôi rơi xuống biển, biết rằng sẽ không còn trở lại Việt Nam được nữa. Vài người cố nhảy xuống biển, thủy quân lục chiến Mỹ ngăn họ lại. Nhiều người trong chúng tôi còn gia đình ở lại Việt Nam, Sài Gòn, họ muốn trở về với gia đình, nhưng giờ đây chẳng còn cách gì nữa. Tôi cảm thấy rất buồn khi nhìn chiếc trực thăng của chúng tôi chìm xuống. Khi thoạt thấy chiếc tàu chiến Mỹ, tôi cứ tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa, nhưng tôi đã lầm. Đối với tôi, cuộc chiến đã xong. Tiếp theo là tâm sự của anh Lê Văn Hải, không quân Nam Việt Nam. Năm 1954, khi đất nước chia đôi, Cộng sản chiếm miền Bắc, cha mẹ tôi di cư vào Nam. Lúc ấy tôi mới lên một. Cha mẹ tôi biết rõ Cộng sản, họ không muốn sống dưới chế độ này, vì thế họ đã vào Nam tìm tự do. Tôi gia nhập không quân vào trường học lái máy bay, tôi tốt nghiệp trường huấn luyện không quân đầu tháng 4, 75. Vào thời gian ấy, phi công không bao giờ đủ xăng mà bay. Cơ phận cũng thiếu, phải lấy bộ phận máy bay này mà lắp sang chiếc máy bay khác. Đạn dược không bao giờ đủ, phải đếm từng viên. Chúng tôi muốn chiến đấu nhưng không vũ khí, làm sao chúng tôi chiến đấu? Bây giờ trong không quân vài người bảo nhau, có thể chúng tôi sẽ thua trận. Nhưng khi nói vậy chúng tôi cũng sợ, bởi chúng tôi nghĩ biết chừng đâu chúng tôi đã nghe Cộng sản tuyên truyền quá nhiều. Chúng tôi biết thượng cấp chúng tôi là những tướng lãnh tốt, chừng nào chúng tôi còn có tướng lãnh tốt, làm sao chúng tôi có thể bại trận được? Ngày 28 tháng 4 tôi ở trong phi trường Tân Sơn Nhất, khi các phi công Bắc Việt dội bom, chúng bay đến bằng chiếc A-37, dội bom xuống chúng tôi. Chuyện ấy chẳng làm tôi khiếp sợ. Năm 68 Tết Mậu Thân, Cộng sản cũng đã vào tận thành phố, mà rồi chúng tôi đã đẩy bật được chúng ra. Vì vậy chuyện này đối với chúng tôi chẳng có gì là lạ. Nhưng đến 29 tháng 4, chúng tôi nghe nói các tướng lãnh của chúng tôi đã chạy hết rồi. Chúng tôi không tin nổi. Chúng tôi những người trẻ đã dự định tiếp tục chiến đấu. Nhưng làm sao chúng tôi chiến đấu được khi các tướng lãnh không còn chỉ huy chúng tôi nữa? Sáng 30 tháng 4, các phi công đều nói chuyện với nhau về bản tin họ nghe được ở điện đài trên tần số khẩn cấp. Họ bảo hạm đội Mỹ kêu gọi phi công Việt Nam mang máy bay ra ngoài hạm đội để khỏi rơi vào tay Cộng sản. Sau khi nghe bản tin, nhiều phi công lấy trực thăng nhồi nhét đầy người bay ra hạm đội Mỹ. Lúc ấy, tôi không đoan quyết là tôi muốn đi, vì vậy tôi không ra trực thăng. Tôi biết vẫn còn các quân nhân đang chiến đấu dưới vùng đồng bằng, nên tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đi Nam, tham gia với họ. Nhưng rồi tôi nghe chính phủ đã đầu hàng Cộng sản, khi ấy tôi quyết định ra đi. Tôi và một người bạn xuống sông Sài Gòn, có một chiếc tàu sắp đi, chúng tôi quyết định leo lên. Chúng tôi cảm thấy việc ra đi là rất tệ, nhưng khi chính phủ đã đầu hàng còn hy vọng gì nữa. Dân chúng Sài Gòn cử hành lễ lạc hoan hô, họ đã bị Cộng sản dối gạt. Họ tưởng Cộng sản thắng thì chiến tranh không còn nữa,
Bây giờ họ đã được một bài học. Khi chiếc tàu của chúng tôi chạy trên sông Sài Gòn, không ai nổ súng bắn chát gì. Trên tàu có đến 3.000 người, chật ních đàn ông đàn bà trẻ con. Chẳng có thực phẩm nước uống. Chúng tôi cũng chẳng rõ khi ra đến biển, Nam Hải số phận ra sao. Nhưng chúng tôi vẫn đi vì chúng tôi không thể ở lại sống dưới chế độ Cộng sản được. Lúc ra đi, chúng tôi đều nhìn đất nước Việt Nam một lần cuối. Hình ảnh sau cùng chúng tôi thấy là bãi biển đẹp đẽ ở Vũng Tàu. Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Mặt trời soi rạng rỡ và mọi người đều khóc. Sau khi chúng tôi nhìn Vũng Tàu lần cuối, mọi người lính ở trên tàu rút khẩu súng kê dưới cằm, bóp cò tự sát. Vài người nhảy ra khỏi thành tàu, biến mất dưới biển. Tôi chứng kiến hai người đàn ông đã nhảy ra bên thành tàu. Chúng tôi lênh đênh trên mặt biển 3 ngày, không thực phẩm, không nước uống. Ngày thứ 3, chúng tôi gặp một tàu Đan Mạch. Họ bốc đàn bà và trẻ con đưa đi Hồng Kông. Còn chúng tôi, họ tiếp tế đồ ăn nước uống, đủ cho chúng tôi không chết trên mặt biển. Họ chỉ đường cho chúng tôi đến Hồng Kông. Suốt cuộc hành trình còn lại, chúng tôi im lặng, không nói với nhau một lời. Chúng tôi quá đau buồn, chúng tôi đã mất quê hương. Tiếp theo là tâm sự của Đại úy Nguyễn Quốc Định, sĩ quan hải quân. Tôi là sĩ quan hải quân Việt Nam, lúc ấy phụ trách một chiếc tàu tuần tiễu nhỏ. Thủy thủ đoàn chỉ có 6 người, chúng tôi có nhiệm vụ tuần tiễu dọc vùng Duyên Hải để chặn các tàu chở hàng lậu và tìm Việt Cộng chở vũ khí xâm nhập. Công tác không có gì nhiều, Việt Cộng chỉ mạnh dưới vùng đồng bằng nhưng ở vùng Duyên Hải thì không. Khi nhận chức với cấp bậc đại úy năm 69, tôi hãy còn rất trẻ. Tôi đã theo học trường đào tạo sĩ quan ở Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ khi tôi gia nhập hải quân, người ta đang cần nhiều sĩ quan, nhưng chỉ có một trường huấn luyện tại Việt Nam, nên người Mỹ đã giúp huấn luyện sĩ quan tại Newport ở Rhode Island. Tôi được học Anh văn ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện căn bản, họ gửi tôi đi học Anh văn tại một trường sinh ngữ do các binh sĩ Hoa Kỳ phụ trách 8 tiếng một ngày. Tôi không biết nhiều về chính trị, nhưng Hiệp định Ba Lê làm tôi lo ngại. Sau khi quân đội Mỹ rút, người ta cắt giảm tiếp liệu, chúng tôi bắt đầu thiếu xăng nhớt đạn dược. Đôi khi có vài bộ phận trên tàu hư hỏng, chúng tôi phải chờ rất lâu mới có bộ phận thay thế. Rồi vì thiếu nhiên liệu, chúng tôi phải rút bớt những chuyến tuần tiễu. Trước Hiệp định Ba Lê, tôi có thể cho tàu đi tuần suốt ngày đêm. Sau Hiệp định này, chỉ còn có thể tuần tiễu vài giờ mỗi ngày. Mùa xuân năm 75, tôi ở Quy Nhơn. Sau vụ bỏ cao nguyên, tôi cho tàu đi bốc thường dân và binh sĩ dọc bờ biển, đưa họ lên tàu vào Cam Ranh, rồi chúng tôi lại rút thêm người đưa vào Sài Gòn. Tôi thấy tình trạng lúc ấy rất tệ hại, không có kế hoạch gì đàng hoàng, binh sĩ phải vứt bỏ tất cả mọi thứ mà chạy. Khi cuộc rút lui bắt đầu, tàu chúng tôi vẫn còn tiếp tục tuần tiễu. Nhiều người tị nạn đã ở vào hoàn cảnh thật là khốn cùng. Một số binh sĩ lúc rút lui trở nên điên rồ, họ đã biến thành một bọn thô bỉ, họ hãm hiếp cả những người đàn bà đi cùng tàu với họ. Những người tị nạn đều chạy ra Phú Quốc. Tôi ở đấy thấy tình trạng nơi này cũng rất xấu. Họ lại chuyển tôi ra Quy Nhơn. Vì địa bàn chiến tranh càng lúc càng thu hẹp, chúng tôi ngưng tuần tiễu. Từ đó cấp trên bảo làm gì tôi làm nấy. Nếu họ bảo không làm gì, tôi chẳng làm gì. Các sĩ quan cao cấp có vẻ cũng không hiểu tình hình diễn tiến ra sao, nên họ chẳng ban lệnh lạc gì nữa. Họ giữ cho cấp dưới bình tĩnh bằng cách không làm gì cả. Tôi nghĩ họ không còn biết hết mọi chuyện. Các thủy thủ trên tàu hỏi, tình hình ra sao? Tôi trả lời, chẳng biết ra sao. Chẳng người nào biết được tình hình ra sao cả. Thỉnh thoảng, bản thân tôi tự kiểm soát loanh quanh, xem chừng lỡ có người nhái của đối phương đến phá hoại tàu bè của chúng tôi chăng, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi đến ngày 29 tháng 4 là lúc tôi hoàn toàn bối rối, không còn có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm ấy tàu của tôi đang phải sửa chữa, máy tàu bị hỏng. Chúng tôi ở cách Sài Gòn 10 dặm trên sông Sài Gòn. Lúc ấy tôi thấy trực thăng Mỹ bắt đầu bay vào. Thực tình từ trước đến giờ tôi chưa hề nghĩ đến việc rời khỏi quê hương xứ sở, ngay cả mơ đến chuyện ấy cũng không. Đến ngày 29 họ bảo hải quân sẽ phải tái tổ chức. Họ bảo tôi phải ra đảo Côn Sơn để tái tổ chức. Sĩ quan chỉ huy của tôi sẽ điều động 20 tàu, trong đó có cả tàu của tôi.
Ông ta bảo 6 giờ chiều ngày 29 phải ra Côn Sơn. Khi nghe ông nói thế, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sắp mất nước rồi. Nhưng bây giờ gia đình tôi còn ở Sài Gòn, tôi không muốn bỏ gia đình tôi lại. Cho nên tôi nghĩ tôi phải về Sài Gòn đón gia đình tôi trước. Tôi bèn đi Sài Gòn, nhưng có vài người trong thủy thủ đoàn của tôi không muốn làm như thế. Vài người đi thẳng ra Côn Sơn, vài người đi với tôi về Bộ Tư lệnh Hải quân. Nơi này chỉ cách nhà tôi có một dặm tại Sài Gòn. Mấy chiếc tàu lớn của Hải quân đã rời Sài Gòn cả. Tôi không rõ mấy chiếc tàu lớn đã đi đâu, họ không cho một ai hay biết gì. Tôi vào thành phố lúc ấy nửa đêm, tình trạng bấy giờ hết sức đông đảo, chen chúc hỗn loạn. Dân chúng ùa đến tìm mọi cách leo lên mấy chiếc tàu. Tôi lo người ta cướp tàu của tôi. Nhiều người là binh sĩ, thủy thủ của tôi chỉ có 5 người. Tôi bèn để lại tàu 3 người canh gác. Tôi rời tàu với một người bạn rồi về nhà. Dân chúng ai nấy tràn ra đường. Tôi đi bộ qua tòa đại sứ Mỹ, thấy người bu đông nghịt xung quanh cổng chính. Tôi cố kiếm một chiếc xe gắn máy. Bấy giờ xe hơi, xe gắn máy bỏ ngổn ngang trên đường. Lúc ấy vẫn có giới nghiêm nhưng thật ra chẳng hiệu lực gì. Trong đêm tôi thấy có lửa. Tôi thấy người đứng trên sân thượng tòa đại sứ, nhưng tôi không thấy trực thăng đáp xuống. Nhiều người cố tìm cách lọt vào trong tòa đại sứ, nhưng tôi nghĩ họ cũng biết không còn cách gì có thể lọt vào được nữa. Lúc ấy là 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Phải mất một tiếng đồng hồ đi bộ, tôi mới về đến nhà. Tôi vẫn còn đội mũ sắt, mặc đồ trận. Tôi cảm thấy hệt như mình đang sẵn sàng ra mặt trận. Gia đình tôi hãy còn đầy đủ trong nhà, họ không biết tình hình ra sao, họ đều sợ. Cha tôi trước là cảnh sát Sài Gòn, ông có quan tâm về việc ra đi, nhưng không biết làm cách nào ra khỏi xứ. Gia đình tôi gồm cha mẹ và 8 đứa con nữa, tất cả là 10 người, tôi phải đưa đi. Trước đó có một số phi công bên không quân đã cố đưa gia đình sang Thái Lan, nhưng họ đều bị bắt, bị đưa trở lại Việt Nam. Người ta bảo chúng tôi rằng nếu chúng tôi đi, họ sẽ chặn lại nhốt tù. Tôi mang về nhà vài quả lựu đạn, vài cây súng. Tôi bảo mẹ tôi nếu cộng sản vào nhà tôi sẽ giết và tôi cũng tự sát cùng với chúng. Mẹ tôi bảo tôi muốn làm gì thì làm. Tôi bảo tôi sẽ giết hết mọi người trong gia đình rồi cùng chết với nhau. Mẹ tôi nói thế cũng được. Tôi không biết tôi có thể làm thế nào được không, nhưng tôi đã nói với cả gia đình như vậy. Cha tôi bảo thế cũng xong. Lúc ấy tôi không rõ đất nước mất hay còn, nhưng trước đấy một tuần tôi đã mang một số vũ khí về nhà. Bởi tôi nghĩ nếu bất cứ chuyện gì xảy ra, sớm muộn tôi cũng chết và tôi muốn gia đình tôi có thể tự vệ được khi tôi không có mặt. Tôi là người trụ cột trong gia đình, cha tôi không làm gì được nữa. Phần tôi lúc ấy thực tình không rõ phải đi đâu hoặc nếu rời Sài Gòn rồi làm gì. Nhưng tôi quyết định phải đi. Tôi nói với cha mẹ tôi rằng nếu muốn đi thì đi với tôi. Tôi có một chiếc xe gắn máy, tôi chở dần 2 đứa bé ra cảng, bỏ chúng đấy rồi quay lại chở 2 đứa nữa. Tàu của tôi vẫn còn đấy. Có một đám đông bu lại gần, nhưng họ không lấy được tàu vì có lính canh. Tàu đậu giữa sông, mỗi lần tôi mang người trong gia đình đến thì tàu chạy vào, rồi chạy ra. Cứ mỗi lần đến tôi lại phải gọi. Sau chuyến thứ 2 tôi nhờ người đi về, đón số người còn lại trong gia đình tôi. Mấy thủy thủ đâm hoảng, họ lo nếu rời tàu thì tôi có thể bỏ họ mà đi. Tôi hứa bảo đảm với họ là tôi sẽ đợi cho đến trưa. Vậy mà họ vẫn quyết định cứ ở lại hơn là rời tàu đi đón thân nhân. 7 người trong gia đình tôi ra đến tàu, cha tôi cùng một người em trai và một cô em gái của tôi ở nhà, họ không đi. Cô em gái tôi là giáo viên, nó và người chồng không muốn đi. Trong lúc đợi gia đình tôi thì ở ngoài tàu đã có nhiều người lọt được vào trong tàu. Tôi phát điên lên, mấy người thương gia đưa ra đô la, đưa ra vàng, tôi quát: các ông ra khỏi tàu tôi ngay. Tôi rút súng bắn chỉ tiên, đuổi họ đi. Họ van vỉ khóc lóc, nhưng làm sao đủ chỗ cho họ đi. Tôi bảo thủy thủ của tôi ném họ ra khỏi tàu. Vài người có vợ con và cả hành lý, nhưng tôi phải mang gia đình tôi đi. Tôi phải lo gia đình tôi trước. Cũng nhiều người có súng, nhưng họ không lên tàu, vì họ thấy tàu không đi nổi. Lúc ấy đã có khoảng 40 người trên tàu rồi, quá đông. Chiều dài chiếc tàu chỉ có 10 thước, chiều ngang 3 thước và có 2 tầng. Chúng tôi đi khoảng 11 giờ sáng ngày 30 tháng 4, chạy đường sông ra biển Nam Hải. Chúng tôi phải qua rừng sát là nơi đầy cộng sản, lòng sông rất cạn, qua đây hết sức nguy hiểm. Có 2 chiếc tàu nữa cùng đi với chúng tôi. Lúc ấy tôi rất sợ vì lẽ chiếc tàu rất nhỏ,
Chỉ một quả rocket bắn đến là mọi người tiêu hết. Rồi chúng tôi thấy có một chiếc tàu lớn chạy đến, một chiếc tàu dân sự, trên tàu chở đầy những người giàu có. Chiếc tàu này là Vong Hong Ni, chở khoảng 300 người. Tôi cho tàu cập lại, bắt họ dừng. Tôi rút súng cầm tay, bảo họ nếu không dừng là tôi bắn. Họ sợ nên dừng tàu, cho tất cả chúng tôi leo lên. Sau đó chúng tôi cắt dây, thả chiếc tàu nhỏ của chúng tôi trôi đi. Đêm hôm ấy chúng tôi đi ngang Vũng Tàu, nghe máy thu thanh nói Sài Gòn đã đầu hàng. Tôi tự bảo, thôi thế là xong. Ra khỏi Vũng Tàu, chúng tôi nhìn thấy đệ thất hạm đội Hoa Kỳ. Chúng tôi nghĩ họ sẽ chờ sáng rồi cho chúng tôi lên, nhưng họ biến mất. Rồi một chiếc tàu hải quân Việt Nam tiến đến, hai tàu chúng tôi cứ thế theo nhau mà đi suốt 7 ngày đêm. Cuối cùng chúng tôi đến được Subic Bay, Phi Luật Tân. Từ đây họ đưa chúng tôi sang đảo Wake, rồi đến trại tị nạn Fort Chaffee. Sau chúng tôi đến định cư ở thành phố New York. Sau đó tôi có viết thư liên lạc với cha tôi, nhưng không dám viết trực tiếp. Tôi gửi đến địa chỉ mấy người hàng xóm gần nhà để nhờ chuyển cho cha tôi. Nhờ vậy em gái tôi biết tin là chúng tôi đã tới nơi bình an. Cha tôi bị đưa vào trại cải tạo. Ông bị ở đó 5 năm. Cha tôi chỉ là một cảnh sát cấp đại úy. Tôi không biết tại sao chúng bắt cha tôi đi lâu như vậy. Ông được thả năm 1980. Ông muốn vượt biên cùng với cậu em trai và gia đình em gái tôi. Tôi tìm cách gửi tiền, mua vàng cho họ đi, nhưng cha tôi không thoát. Chuyến vượt biên ấy chở quá đông, đáng lẽ chỉ chở được 40 người, nhưng chủ tàu tham lam hắn đã chở đến 120 người. Hắn tưởng chỉ mất 2 ngày là đến Mã Lai, ngờ đâu phải đi đến 7 ngày đêm. Tàu không có tài công nhà nghề, lại gặp bão trên biển, cha tôi bị chết đói. Chú em trai, cô em gái tôi và hai đứa con gái của nó sống sót, nhưng chồng nó chết. Tàu bị rỉ nước, chồng nó cố sức tạt nước cứu gia đình nên đã chết vì kiệt sức. Thú thực với ông, cuộc sống của tôi tại đây tốt đẹp hơn. Phần lớn bạn hữu của tôi cũng nói như thế. Nếu có cơ hội về nước thì thực tình tôi chẳng biết làm gì. Đôi khi ban đêm nằm ngủ ở thành phố New York này, tôi vẫn còn những cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình vẫn đang ở Việt Nam, bị Cộng sản bắt đưa vào trại cải tạo. Tôi bị mộng mị như vậy trong suốt mấy tháng. Bây giờ tôi không còn mộng mị như thế nữa. Ghi chú của tác giả. Sau cuộc phỏng vấn này chỉ một thời gian ngắn, Đại úy Định đã mất vì bị ung thư phổi vào mùa hè năm 1987. Các bạn vừa nghe xong phần 25. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 26.